nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 23 năm 2020 cho các cán bộ nhà giáo tiêu biểu. Năm nay có 50 nhà giáo tiêu biểu được nhận giải thưởng Võ Trường Toản, trong đó có 14 cán bộ quản lý và 36 giáo viên. Đây đều là gương có nhiều năm tâm huyết với nghề, đóng góp cho ngành giáo dục thành phố, như có những sáng kiến và giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn. Đây cũng là giải thưởng truyền thống hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kịp thời phát hiện, khen thưởng những đóng góp xứng đáng của các thầy cô giáo, tiếp tục lan tỏa lòng yêu nghề, tinh thần ham học hỏi, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và nhiệt huyết với nghề.